shopmoviet.vn bán ít nhân quân rẻ nhất Việt Nam. Giảm giá cực sốc lên đến 50%, random cực kỳ hấp dẫn. Đảm bảo mọi tài khoản trên shop là trắng thông tin, hoàn toàn có thể đổi mật khẩu được. Xin chào anh em, ngày hôm nay Mô Việt sẽ múa Murat trong mùa 20. Mùa 20 thì các bạn nhớ áp dụng công thức ăn rơi sau đó chạy xuống ăn rồng. Nhưng pha này thì bạn ít hơn và yếu hơn này, chơi luôn. Ở kìa, lên luôn kìa. Mình nào còn chạm được, mình xử lý được rừng tim bạn rồi. Đồng đội. Cái đồng đội của tôi. Bạn Flo đi bửa vào đầu ai vậy? Nãy team chơi không chơi, bây giờ lại bơi một mình. Và cái kết. Đùa. Chơi game mà ảo thật đây. Ok, không sao anh em ơi. Hôm nay thần rừng ra trận. Thực ra thì Murat bây giờ không có bá như ngày xưa đâu. Một vị tướng kỹ năng, nhưng mà dù anh em có kỹ năng vẫn khá là khó chơi trong meta mùa 20. Với những con tướng đấu sĩ ví dụ như châu bò kiểu như là Amelie hay là VDS rồi vân vân, những con tướng đấu sĩ rất là châu, khỏe, khống chế nhiều, hoàn toàn có thể xử lý Murat rất là dễ ở mức rank cao. Nên để chơi Murat anh em chơi mức rank vừa thôi nha. Mình làm được bao nhiêu ra nhưng mà vẫn chưa đủ luôn. À, quy đen nha. Amelie kia rồi, hack map thần trưởng biến về với tôi. Rất may trận đấu này là team bạn có rừng Queen Anne, chứ thêm một con rừng đấu sĩ nữa là khó chơi rồi, bởi vì Florentino trận đấu này là hơi yếu, hơi kiểu là hơi non ý, nên là cái chất tướng đấu sĩ của team mình lại không quá khỏe, mà bạn Tachi là bây giờ chưa khỏe đâu, tí nữa bạn ấy mới khỏe tầm giữa game cơ, nhưng mà Tachi câu kéo được kìa. Ok, đợi có chơi một mình nào ra mình xem kiếm của ta đây. Cái trò này thì ai cũng biết, khi chơi Murat rồi nó cực kỳ dễ. Mà cái khó ngày hôm nay là Mô Việt sẽ chơi trong meta mới và gánh team cơ. Bởi vì bây giờ mình đang có 3 mạng với nhiệm vụ gánh team vô cùng quan trọng. Anh em thấy Tachi và Florentino, hai con tướng đấu sĩ của team mình ý, lại phết lía luôn, người không 2, người không 3. Đùa. Từ từ nha, phết từ từ thôi để mình còn gánh mà các bạn ơi. Ở trận đấu này thì không tranh rồng được rồi, bởi vì hai con tướng khỏe đầu game của team mình thì lại yếu. Từ từ nha, mình lấy đốt tại từ con Caesar này, sau đó lao lên này. Ôi, sao lại lùa vào đấy xa vậy, thôi ăn luôn Caesar. Không ăn được rồng thì thôi ăn Caesar cũng được. Chứ chuẩn bài là sau khi mình ăn rơi mình sẽ chạy xuống ăn rồng. Nhưng quả đấy là kiểu nó bị lú cái đầu ấy. Rõ ràng team mình đông hơn, sau đó thì lại ít hơn, bởi vì Florentino chạy ra farm, còn bạn Kali thì đứng từ xa bạn ấy sấy thôi. Không sao nha, mình vẫn còn lính, mình vẫn thủ được. Con này chơi thế công thì dễ, nhưng mà thế thủ thì hơi khó một tí thôi. Miễn sao mình còn lính để mình lấy đội tại là còn chơi được. Nên là cái điều rất là quan trọng khi chơi vị tướng Murat là đồng đội phải giữ lính quái rừng, nhất là những con quái rừng thế này này, để mình lấy đội tại mình lao ra mình chơi được. Ui, còn mỗi bạn Laudiel thì mình không giết được rồi. Từ từ nha. Có khi mình núp nùm đây này, bạn Lavin vẫn ở đây. Vừa thấy đây anh em ơi. Khả năng cao Lavin sẽ lên farm. Bình tĩnh thôi. Mình núp nùm này 3 AD tới bạn. Mục tiêu AD rất là dễ chơi anh em ơi. Rồi, hai phát nha, lao lên này, đánh thường một phát này, tà chiêu 2 này. Chiêu cuối này, đánh thường thêm phát nữa này. Giật bóng về. Đó. Đủ đam. Emily thì mình chạy thôi. Yên tâm, có chiêu cuối thôi. Đó. Anh em lên cái giày du mục đánh rất là sướng nha, lấy lộ tại nhanh. Lấy lộ tại nhanh thì nhiều khi mình lướt chiêu 1 qua tướng địch, mình đánh thường 1-2 phát. Sau đó thì mình lại tiếp tục lướt chiêu 1, đánh thường 1-2 phát. Đó, dù army rất là trâu mình vẫn cào được. Và bây giờ mình xin nhẹ con quái nhỏ Queen Anne này. Đấy, lợi thế ở đây chứ đâu anh em ơi. Mặc dù bạn Florentino bị ép, nhưng mà team mình cũng ép được cái lên rồng. Đó, lợi thế là còn cướp được bùa xanh của bạn Queen Anne đấy chứ. Floor thì cứ phiết hoài thôi.
Thanh niên Akai không cân được gấu với Laudio. Chạy đâu? BT Ganka, chắc là biết ganh không? Không bạn ơi, mình tập trung đang ganh lên đồng mà. Mình lấy được bao nhiêu mạng ra, mình ăn được trụ nè. Tui bay làm gì hết the mid SP nó ganh. Tui bay làm gì? À, mình vừa ăn được hình như đâu đây là 2 mạng, 3 mạng. Rồi, có khi là 4 mạng rồi, sau đó thì ăn được cái trụ mà. Từ từ Floyd, có khi mình ganh lên Floyd mình chết ý. Mình cứ ganh cái lên nào mà team đông thôi thì mình chơi dễ được. Team mình đông hơn cái lên nào mình ganh lên đó. Bởi vì mình là chất tướng kiểu là bây giờ ấy, con Murad ấy, đầu game thì nó khá là yếu. Đấy, anh em phải có đồ thì mới chơi được. Ui, đòi chạy. Đòi chạy, cần đôi luôn. Ok. Ôi anh gấu ơi, em sai anh gấu ơi. Ơ kìa. Ôi gấu gấu. Gấu với chúng tôi cứ sợ gấu. Và quả đấy như gấu hết chiêu. Anh em mình cào 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 vài cái bạn ấy máu tụt không phanh luôn. Ổn chưa Flo ơi, lấy trụ đi. Ok ngay mà anh em ơi. Đó. Gánh team là dễ với thần rừng, một vị tướng kỹ năng. Khi anh em đủ kỹ năng rồi, anh em đủ bình tĩnh rồi thì anh em hoàn toàn có thể làm chủ thế trận nha. Hơi khó một tí nhưng mà chơi được. Từ từ nha, lấy đôi tạ sau đó ra hàng tràng. Đơn giản vậy thôi là bạn không chạy được rồi. Chứ đừng lao vô lấy đôi tạ ở Laudio. Toang anh em ơi. Rồi, ăn xe xa này. Nhanh lên nhanh lên, Kali hỗ trợ này Kali ơi. Đừng lộ bài. Lộ bài bạn ơi. Ui, có mắt soi rồi, lộ rồi. Kali ơi, đánh xe xa Kali ơi. Ôi rồi, thôi bỏ đi. Đồng đội không muốn ăn anh em ơi. Đồng đội không muốn ăn nên là không ăn luôn. Bỏ luôn. Thực sự là buồn. Từ hết bạn Florentino đến bạn Kali cứ đánh kiểu gì ý. Đánh cao thủ cái gì thế này. Thôi ta chỉ đến lót rồi. Tự nhiên là con Cesa ngon rồi team mình lại biếu cho team bạn luôn. Thề anh em ơi. Rõ ràng tập trung rất đông đó rồi mà không hiểu làm gì ý. Thôi bình tĩnh. Mình phải bình tĩnh lại để có thể gánh team được. Chứ không là trận này vẫn còn căng nha. Bởi vì Laudio mình ăn được Queen Anne, nhưng mà Laudio rồi AD team bạn rồi bạn Ali cực kỳ khỏe. Gấu cũng khá là có đồ. Đấy, để gấu bắt bây giờ cũng toang phết anh em ơi. Rồi lấy lỗ lại. Ôi, nhảy cái bạn Laudio là hơi sai rồi. Có khi mình nhảy sang AD với Queen Anne hợp lý hơn. Trầu lắm, bạn này có trụ cuối trầu lắm anh em ơi. Flo ơi, bạn fit từ từ thôi. Đừng fit nhanh quá, mình không theo được cái tốc độ đâu. Bình tĩnh nha. Đúng là chơi con này bây giờ mình thấy khó thực sự ý. Nó không dễ như các cái mùa cách đây, là từ mùa 17 trở xuống nó không giống như cái thời đó đâu. Nên là các bạn ơi, hạn chế chơi vị tướng này khi mà lâu rồi không chơi nha. Đó, mình thử sức mạnh của bạn Murad thôi. Xem là có ok hay không. Ui, bạn team bạn ăn được Cesa, ăn được rồng luôn. Yếu rồi, team mình yếu rồi. Từ từ, may là lấy được cái mạng của bạn Laudio đấy. Rồi, ui, mình chẳng không mất máu luôn. Có bùa Cesa, bùa rồng mà anh em ơi. Ôi anh gấu, anh em sai rồi. Nhưng mà mình vẫn chạy được, yên tâm. Ôi, Queen Anne. Ơi tôi giật bóng về, sau đó thì ai giết mình thì giết đi. Trời ơi. Nếu có đừng về luôn, buồn thực sự. Bế tắc. Tự nhiên mình lao lên mình ảo ảnh chạm bạn Emily làm gì không biết. Có đấy thì Flo đẩy đường là bình thường thôi. Còn team mình sai mà. Tự nhiên quay giật bóng về. Đứng ngay vị trí của gấu luôn. Thề. Thôi tập trung đi. Tachi đánh yếu quá anh em ơi, fit quá. Hay AD ơi, hay quá AD ơi. Thêm mạng Laudio, nhưng mà chắc là không ăn được đồ Laudio rồi. Ô, Amelie, tham này. Ôi, mà trâu quá con trâu này. Ôi, anh em thấy con trâu kìa. Để thôi Tachi về đi Tachi ơi. Không bắt được đâu, trâu lắm, thôi mình bỏ đi.
Ở lau lau yếu, lau yếu mà chơi chơi lau này. Ok này. Rồi rồi rồi, ngon ngon ngon. Amini chắc là chết nốt thôi. Ở một mình quẩy giữa đội hình team mình mà chạy vẫn chạy được thế. Anh em cái độ trâu của con Khải thì à không, con Amili chưa. Bản gốc của nó là con Khải đấy anh em ơi. Kiểu kiểu là Khải của bản gốc nó bá quá thì sang cái bản chính là bản Nicoba ấy thì nó cũng phải bá như vậy. Bởi vì sắp tới sang đến năm 2022 ấy, quý 4 năm 2022 sẽ có giải siêu to khổng lồ, nơi mà Nicoba và Vương Giả Vinh Diệu sẽ chơi chung với nhau trong một map. Đó, cái map đấu giải đó có tổng giá trị giải thưởng mà cái giải lên đến 186 tỷ. Kinh khủng thực sự luôn. Mình rất là mong chờ cái giải đó, từ trước đến nay chưa bao giờ có giải mà game mobile mà nó to như vậy, giải thưởng nó lớn như vậy. Bởi vì nó tụ tập cả các game thủ bên Liên Quân và bên Vương Giả Vinh Diệu thi đấu với nhau. Chắc chắn là rất là hấp dẫn. Rất là mong chờ Linko Mobile càng ngày càng phát triển. Youtuber Linko Mobile của mình thì bọn mình thì lại càng vui. Game mình chơi được phát triển mà. Ok. Đầu tư cực kỳ khủng nha. Bây giờ đi chung nha, bây giờ đi chung nha. Mục tiêu lớn này sắp đến phút thứ 15 rồi. Ăn được cái con Cesar bạo chúa là win. Chứ không ăn được Cesar bạo chúa chưa win được đâu. Và cái điều kiện là vlog đừng đi đẻ nữa, đừng tweet nữa. Tachi bây giờ là chơi được rồi. Ok ok. Lui lui nhẹ anh em ơi. Lui 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 nhẹ đi, đừng cao vậy. Tachi toàn hổ báo thôi. Không lui. Thế bây giờ thì mình tự nhiên lại chết hai người chưa? Từ từ nha, mình ăn con rồng này đã. Lo đừng ảo tưởng nữa. Trời ơi. Đùa, vừa ăn được gấu mình tưởng bạn ok rồi. Lại múa cân tim. À thật đây. Mấy bạn chơi những con tướng cân tim như là Florentino, Launiel. Nói chung là các bạn thích cân tim đấy em ơi. Kiểu mình cứ nghĩ là mình cân cả thế giới. Ok tập trung nào, 30 mấy giây, 30 giây nữa là cái con Cesar bạo chúa ra thôi. Ăn được con này thì mình sẽ win, không ăn được thì sẽ thua. Đơn giản vậy thôi. Mười lăm giây nữa nha. Tập trung nào, tập trung hết ở cái hang con Cesar bạo chúa nào. Chỉ mỗi floor ôm trụ ở đấy thôi. Phía AD kìa. Mình chắc là giật bóng về thôi. Ui Tachi ơi, cẩn thận nha Tachi ơi. Tachi đã chết là thua đấy. Ok, lau. Đấy, biết ngay mà. Mấy cái thanh niên hay ảo tưởng sức mạnh kiểu gì cũng lú cái đầu đấy game mà. Rồi bây giờ team mình đánh được này, team mình hơn người này. Ok ok, ui anh gấu ơi. Ui may quá anh em ơi, Queen Anne không có xiên mình. Ghê thực sự luôn. AD hay. Chờ lấy game thì mình đánh hay nha. Đầu game hơi lỗi một tí nhưng mà bây giờ đánh hay này. Valentino xiên AD chết luôn. Chạy làm sao được. Ok ok anh em ơi, ok ok. Lính thì mình đang thấp thì thôi. Ăn Cesar. Cesar bạo chúa. Chơi luôn. Ôi nó đọc kìa. Thôi. Mình ở chẳng sắp qua này mình té nha. Thôi anh em ăn đi. Thế nó đập đau dã man, nó vừa trâu, nó vừa khỏe và nó có skill. Đặc biệt hơn nữa là nó tanh trụ rất là ghê. Nó đánh gần nha, nó chạy đến trụ, nó phá trụ. Là một con lính siêu khỏe, siêu trâu để cho mình phá trụ ấy. Nên là cứ đi theo là nó kiểu là nó tanh cho mình là team win. Bởi vì nó còn có kỹ năng giảm giáp tướng địch nữa. Một lô khạc trụ cũng nhanh nổ cơ anh em ơi. Thề con này nỗi game thực sự. Sinh ra cái con này để khiến trận đấu không kéo quá dài ấy. Đấy, một trận đấu nó kết thúc nhanh hơn. Chơi game mobile mình nhanh càng nhanh càng tốt anh em ơi. Bởi vì mỗi người đâu có một thời gian lâu quá lâu mà chơi game đâu. Tranh thủ tầm 15 phút trở xuống thôi. Ok ok, win rồi. Không nói nhiều win rồi anh em ơi. Hay quá mọi người ơi.
Ok. Thế này thì mình được có 11 mạng, 11 điểm hỗ trợ. Hai phát nên bảng đến số khá là cay nhưng mà không sao. Win rồi. Video clip màu Việt trời thần rừng Vudat đến đây là hết rồi. Xin chào anh em. Khả năng gánh team bây giờ nó không được tốt như xưa nhưng có thể chơi được nếu có kỹ năng nha. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.